tuyệt vời. Vâng ạ, thì các bạn thấy vâng, chị đã là sân khấu ạ. Thì các bạn thấy sắc thái của cái tiết mục đầu tiên trong buổi thi ngày hôm nay của chúng ta thế nào ạ? Bỏng quá tuyệt vời ạ. Vâng, đây là một tiết mục được mang phong cách của năm 1920 thôi chị ạ. Năm 1920, đâm ra là sẽ mang hơi hướng một chút của Trang. Và không biết là ban giám khảo mình đã nảy ra những ý tưởng trong đầu chưa? Cái này chúng tôi chưa yêu cầu ban giám khảo chấm ngay, đúng không ạ? Nhưng anh chị sẽ nốt lại đây là cái mục đầu tiên. Chúng tôi sẽ không chuẩn bị bảng điểm đâu, anh chị sẽ phải tự nhớ, lưu lại điểm ấn tượng của mình, đúng không ạ? Ra tiết mục này thì tôi thấy khá bất ngờ. Đó là bởi vì là tốt hơn như nhỏ thôi. Có thể do tuổi tác thì cởi áo hơi chậm tí, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Vâng, một tràng pháo tay cho team 1 ạ. Cảm ơn anh chị. Vâng, ngay sau đây thì như phần đầu chương trình tôi đã có thông tin thì ban lãnh đạo công ty đã có một chương trình lớp kỳ đó rất là lớn dành cho cái kỳ nhận bản tin hôm nay. Chúng ta sẽ có 20 giải. Chúng tôi đang chia ra 3 đợt bốc thăm. Đợt 1 là 6 giải, đợt 2 là 6 giải tiếp và đợt đặc biệt là sẽ có 8 giải. Danh sách thì chúng tôi đã loại bỏ tất cả các trưởng bộ phận và các đơn thư vân và chỉ còn cán bộ nhân viên thôi. Thì chúng ta sẽ có 20 cử chúng trên tổng là 145 cán bộ nhân viên, đúng không? Rất đơn giản, khi ban tổ chức bấm quay số may mắn chúng ta anh chị nào thì chúng tôi sẽ xin kính mời anh chị lên sân khấu để ban tổ chức triển khai trao giải ngay lập tức. Tiền tươi tóc thật nhiều các chị. Anh chị nào mà tôi xuống tên 3 lần ấy. Nếu mà không có mặt trong hội trường thì tôi sẽ quay đi khác, đúng không? Vâng, xin kính mời sổ số may mắn phiên bản 4.0 của sao thủy ạ. Vâng, xin mời anh Ngọc Cần giúp em ạ. 8 người đầu tiên ạ. Năm nay sẽ không phải vận nhiều anh chị ban lãnh đạo lên quay nữa, chúng ta sử dụng công nghệ mới. Bác xin mời lượt bốc thăm đầu tiên. Vâng, rất bất ngờ, không biết là của ai nhé, đầu tiên. Vâng, chúc mừng anh Nguyễn Văn Tuấn. Mời anh Nguyễn Văn Tuấn ạ.